Ha 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 ha!
Bột ngô, bột đặc trị mối, bột kiến giang, bột ve bỏ chó, bột tẩy. Bột không công,
thuốc ruồi, ai men xử lý 7 phút, một thuốc cấm, thuốc ruồi, thuốc muỗi, thuốc mọt thóc, mọt khô, thuốc đặc trị mối, thuốc kiến da, thuốc ve bỏ chó, bột tẩy lồng máy giặt, thuốc tẩy trắng quần áo đây, chổi quét trần nhà, chổi quét màn nhện đây, ai keo dính ruồi, keo dính chuột, lồng chuột, cả mấy chuột, keo rán dày, keo rán chép, keo mấy chim sẻ đây, ai men xử lý 7 phút, một thuốc cấm, thuốc ruồi, thuốc muỗi, thuốc mọt thóc, mọt khô, thuốc đặc trị mối, thuốc kiến gián, thuốc ve bỏ chó, bột tẩy lồng máy giặt, thuốc tẩy trắng quần áo đây, chổi quét trần nhà, chổi quét màn nhện đây, ai keo dính ruồi, keo dính chuột. Thank you.
Thank you.
Thank you.
lắm. Con lấy cho bố cái rổ rau ạ. Được chưa? Ăn gì vậy? Ăn trái cây. Ăn hoa quả trái cây. Cám quan trọng nó có ăn ngô nó ăn. Ngô nó ăn. Cho để nó ăn cái gì. Cho nó ăn cái gì. Bố cất cái này vào, thái nốt cho đi.
đây, này, ăn này. Nha. Con cái khá của mình còn nhiều lắm ạ. Hôm nay bố đi thế nào mà gặp được con nhím nữa. Bố đang đi thì cứ thấy nó sạp vào sạp ấy. Thế là nhìn thấy bớt mỏng bớt đau. Không biết là con gì. Tôi là thấy lầm xù này. Con nhà bà đấy nhiều lắm ạ. Thu hoạch không? Thu hoạch thơm lắm, ngon. Mùi nhỉ? Chả là con đi. Con đi.